Ủa cho My hỏi, ở đây có ai chưa biết loại da của mình không ta? Hôm vừa rồi có thằng em hỏi là Em không biết em da gì nữa chị. bây giờ làm sao để xác định. Cái chút My ớn luôn các bạn. Theo kiểu là ủa cái này nó cơ bản lắm luôn em. Nó cơ bản với chị. Bây giờ em hỏi chị là có bao nhiêu loại thép trên đời chứ biết không? Chị không biết. Vậy thì đây sẽ là video cơ bản của cơ bản của vô cùng cơ bản. Đó chính là xác định loại da của mình là gì. Và một vài sản phẩm gợi ý để cho các bạn dễ tưởng tượng cho từng loại da các bạn nhé. Đặt. Loại da thứ nhất đó là da thường. Làm thế nào để biết được các bạn có làn da thường? Một là các bạn không bị bong tróc, không kích ứng, da của các bạn rất khỏe. Và các bạn nghe người khác rên rỉ về mụn trứng cá nhưng bạn chả bao giờ bị nổi mụn. Các bạn nghe người khác nói về lỗ chân lông nhưng bạn hiếm hoi lắm mới có một vài lỗ chân lông. Và da của bạn luôn luôn ở trong trạng thái tốt mẹ, bình thường mẹ. Đó chính là da thường đó các bạn ơi. Rất dễ đúng không? Vậy bây giờ mình cần phải làm gì? Cha cần phải làm gì thì cái da thường nó cũng đã đẹp theo mọi mùa. Mà theo cho Bi thấy thì một sản phẩm vô cùng quan trọng đối với da thường đó chính là một sản phẩm đa chức năng, công thức giàu chất chống oxy hóa. Và chỉ cần như vậy là đủ. Đây là một làn da đáng ghen tị nha chị em ơi. Làn da thứ hai đó là da dầu. Tuyến bãi nhờn của những người da dầu á, ta nói là nó làm việc không nghỉ giải lao luôn đó các bạn. Ngày nào cũng vậy, từ ngày thường cho tới ngày lễ, từ sáng cho đến đêm nó cứ bơm dầu ra liên tục. Vậy bây giờ làm sao để biết được bạn có làn da dầu hay không? Dễ lắm, dấu hiệu thứ nhất, da của các bạn lúc nào cũng sáng bóng giống như là một cái kẹo dầu vậy đó. Cái thứ hai là lỗ chân lông của các bạn đó, nó to tới mức mà chúng ta có thể nhìn thấy nó từ sao Hỏa luôn. Cái thứ ba đó là mụn 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 mặt các bạn, mụn nào cũng có, mụn ẩn, mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn bọc, mụn viêm. Ok, tôi có hết. Và cái cuối cùng, cái này là niềm an ủi đây các bạn ơi, mặc dù là da dầu, mụn và lỗ chân lông nhưng da của các bạn lại chậm lão hóa hơn so với những người da khô nhé. Đương nhiên là phải có điều an ủi tích cực lại chứ không thôi là chắc là tèo sớm quá. Vậy bây giờ làm sao để giảm da dầu? Da dầu thì có một số cách như sau. Một đó, toner là luôn luôn có nha bà con cô bác mình. Cái thứ hai đó là tẩy tế bào chết. Các bạn có thể chọn AHA hoặc BHA hoặc tẩy tế bào chết enzyme. Cái thứ ba đó là trung bình 2 lần một tuần. Các bạn sử dụng mặt nạ đất sét hoặc charcoal cho Bi nha. Và cái cuối cùng đó chính là một loại sữa rửa mặt kèm dầu sử dụng hàng 2 lần sáng tối. Tiếp theo, cái loại da thứ ba đó là da khô. Khác với cái tụi da dầu á, là cái tuyến bãi nhờn của tụi nó siêng lắm á, thì mấy người da khô tuyến bãi nhờn vô cùng lười luôn. Và bởi vì vậy, da lúc nào cũng thiếu chất giữ ẩm tự nhiên cho da. Vậy bây giờ làm sao để biết được mình có da khô không nhỉ? Dấu hiệu thứ nhất đó là da rất dễ bị bong tróc. Thường nó sẽ có cảm giác sần sùi. Và thường là những khi mà chúng ta rửa mặt xong á, cảm giác căng khó chịu. Cái dấu hiệu thứ ba á, là nó dễ bị ngứa, dễ bị mẩn đỏ. Dấu hiệu thứ tư, các bạn có cảm thấy là mình bị lão hóa và nhiều nếp nhăn hơn so với những người khác không? Đó là do da khô đó các bạn ạ. Vậy bây giờ cách trị làm sao? Trị đơn giản lắm luôn. Một loại serum ampoule hoặc booster có chứa hyaluronic acid là một sản phẩm gần như không thể thiếu để giúp hút nước vào da của các bạn. Sản phẩm thứ hai cũng gần như không thể thiếu luôn nhá. Đó là một loại kem dưỡng ẩm để khóa nước ở lại bên trong làn da của bạn. Cái thứ ba đó là tẩy tế bào chết bằng enzyme. Tại sao da khô lại tẩy tế bào chết nữa nhở? Bởi vì nếu như không tẩy tế bào chết thì da và lớp sừng bên ngoài của các bạn nó cứ dày cui lên. Và làm cái gì nó cũng sẽ không cải thiện. Đừng quên chế độ ăn uống nữa nhé. Và đừng quên là bổ sung thêm các loại viên uống có chứa hyaluronic acid. Tiếp theo, tan tàn, da hỗn hợp. Da hỗn hợp các bạn có thể tưởng tượng như vậy nè. Là da nhà giàu, là cái chỗ mình chữ T thì nó rất nhờn, nhưng hai bên má thì nó lại khô. Cho nên nó là thay vì cái người da dầu và cái người da khô, người ta chỉ cần sắm một dạng sản phẩm thì các bạn sẽ cần phải sắm sản phẩm vừa dầu vừa khô. Nghe nhức đầu đúng không? Chứ không thôi là tính ra là tốn tiền lắm luôn. Vậy bây giờ chúng ta phải chăm sóc da hỗn hợp như thế nào? Cái thứ nhất, buổi sáng sử dụng sữa rửa mặt dành cho da thường dịu nhẹ, nhưng buổi tối lại sử dụng sữa rửa mặt dành cho da dầu. Tiếp theo nữa, một loại kem dưỡng ẩm, thì loại kem dưỡng ẩm xài cho vùng chữ T khác và kem dưỡng ẩm dành cho hai bên má lại là một sản phẩm khác. Và gần như là rất là khó nói, không biết phải nói làm sao, nhưng mà tôi chỉ biết là da hỗn hợp nó giống như là một nỗi đau vậy các bạn. Và cái bộ sản phẩm chăm sóc da thì nó nhiều vô kể luôn các bạn nhé. Loại thứ năm đó là da nhạy cảm. Các bạn thấy là da hỗn hợp khổ rồi đúng không? Nhưng mà da nhạy cảm mới là làn da khổ nhất. Nó sẽ có những dấu hiệu như sau. Một, da của các bạn rất dễ bị dị ứng, rất dễ bị ngứa, rất dễ bị sần da. Mọi thứ mà nó tiếp xúc vào nó đều có thể khiến cho các bạn bị châm chích, bị nóng, bị khó chịu, thậm chí sau nó chuyển sang màu đỏ và thậm chí là bị phù nề. Cái thứ hai là da của bạn luôn luôn có xu hướng giống như là căng mọng và khô. Da của các bạn thường đỏ và ửng, giống như là ai cũng bảo là ủa sao hai cái má hơi hơi vậy ta. Nhìn thì đẹp chứ mà không vui tí nào đâu nhá. Và sau khi mà biết mình da nhạy cảm rồi thì các bạn phải làm gì bây giờ? Quan trọng nhất đó chính là làm sao để bảo vệ hàng rào bảo vệ da.
sử dụng các sản phẩm có những thành phần càng giống da của các bạn càng tốt, và đặc biệt ceramide, acid béo, acid amin và lecithin là vô cùng quan trọng. Cái thứ hai, hãy cho nó tất cả những sản phẩm dịu nhẹ nhất trên cuộc đời này, càng natural, càng organic, càng tốt. Và đừng quên, kể cả khi sử dụng các loại sản phẩm chăm sóc dành cho da nhạy cảm thì luôn nhớ test sản phẩm trước khi thoa các bạn nha.